Hãy cùng bảo ạ. Ở sơ cấp chúng ta học những cái từ có ichi ở đầu tiên như là ichiro là một lần hay là ichibu là một phần. Lên N3 hay là đặc biệt là N2, N1 chúng ta gặp rất nhiều những từ khó như thế đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 10 từ như thế và là 10 từ chúng ta cần nhớ trong trình độ trung cấp và sơ cấp có ichi ở đầu tiên. Đầu tiên đó là từ iki. Iki là gì ạ? Chúng ta dịch là một hơi khi mà nó đi với cả nomu. Uống hết một hơi, uống hết một cốc nước một lần, uống hết một cốc bia một lần. Hoặc chúng ta dịch là hẳn khi mà nó đi với cả fueru, sagaru. Tự nhiên nó tăng hẳn lên, tăng vọt lên, iki ni fueru, giảm hẳn đi, iki ni sagaru. Đấy. Hoặc là iki ni yaseru, gầy rộp hẳn đi. Đó. Tiếp theo đó là từ isai. Từ isai này nếu mà đi với cả khẳng định nhá thì nó là toàn bộ, tất cả mọi thứ. Còn nếu mà nó là đi với cả phủ định, isai cộng nai sẽ bằng với cả mattaku cộng nai, nhấn mạnh là không có một tí nào, không có một chút nào. Đó, người yêu hỏi, bạn gái hỏi, hôm qua có phải anh lai like gái không? Mattaku isai onna no shashin ni iine nanka shite masen. Né. Nhấn mạnh là hoàn toàn không làm một tí nào cả. Tiếp theo là ichiritsu. Ichiritsu là bằng nhau, như nhau, nhưng mà thường nó về tiền. Ví dụ, jikyu wa ichiritsu 1200 yen となります. Tức là tiền lương thì mọi người như nhau, cứ làm một tiếng thì là 1200 yen. Đó. Hoặc là gì ạ? Seo đồng giá, ichiritsu seo shimasu. Từ tiếp theo chúng ta học đó là gì ạ? Ittan. Ittan có hai nghĩa. Nghĩa ít dùng đó là gì ạ? Một khi thì sẽ, khi làm thì sẽ làm sao đó. Ittan kimetara saigo made yaru, đã quyết cái gì đó là sẽ làm đến cùng. Và nghĩa hay dùng nhất là gì ạ? Một khi. Ví dụ, sensei chotto ittan soto dete mo ii desu ka? Thầy ơi, cho em ra ngoài tạm thời một tí được không ạ? Đó, tiếp theo đó là từ ichimen. Đọc là ichimen, tức là cả một mặt. Men là mặt đúng không ạ? Cả một mặt gì đó, chúng ta mắt chúng ta nhìn thấy cả một cái đấy, nó toàn là cái gì đấy. Cả một cái đấy nó toàn là thứ gì đó. Nhìn một tờ báo này, cả một mặt tờ báo nó toàn là tin tức về cái vụ gì đó chẳng hạn. Hoặc là chúng ta đi công viên, chúng ta thấy cả công viên, cả một cái mặt ở cái khu này nó toàn, nó trải rộng một cái màu vàng, trải rộng một cái màu đỏ do hoa nở. Chúng ta bảo là gì ạ? Hana ga ichimen ni saite imasu. Đó, đó là cách dùng của ichimen. Tiếp theo là itai. Cái từ itai này nhiều bạn hay nhầm với cái ichimen. Ichimen là chúng ta nhìn chỗ nào đấy, chúng ta thấy cả một cái đấy. Nhưng mà itai này này không nhất thiết là mình phải nhìn thấy, mà nó có thể nó xảy ra ở trong diện rất là rộng. Người ta ý, người ta muốn nhấn mạnh là cả toàn bộ cái vùng đó, toàn bộ cái địa phương đó thì đều xảy ra cái gì đó, thì người ta dùng là gì? Itai. Ví dụ như là động đất trải dài toàn bộ cái vùng Kanto chẳng hạn, đúng không ạ? Kanto no hiroi chiiki de jishin ga okotte iru, hay là higai ga arimashita, có thiệt hại toàn vùng Kanto. Tiếp theo là ichiren. Ichiren là một loạt, một chuỗi cái gì đó. Ví dụ aitsu ga ichiren no jiken no hannin da, thằng đó là gì ạ? Hung thủ của một loạt các vụ án. Né. Tiếp theo là ichigai. Ichigai này đằng sau sẽ là phủ định. Đó, nghĩa của nó là gì ạ? Không phải tất cả. Và thường nó sẽ đi là ichigai ni ienai, không thể nói tất cả, rằng không thể khẳng định tất cả là sẽ thế nào đó. Ví dụ như không phải cứ nói dối là xấu. Né. Uso tsuku no wa ichigai ni warui to wa ienai. Ii desu ka? Đúng không? Bạn hỏi là tối chủ nhật đi, mày rảnh không, đi chơi nhá, và không, tao không rảnh đâu, nói dối như thế là để làm gì ạ? Để ở nhà học tiếng Nhật, để xem video thấy nghĩa, đúng không? Hay. Tiếp theo là ikkan. Ikkan nghĩa đen, là một cái mắt xích trong một cái chuỗi nào đó, cho nên nghĩa bóng của nó, cái nghĩa mà chúng ta hay dùng ấy, nó sẽ là gì ạ? Một phần trong cái gì đó, một phần trong kế hoạch của chúng ta, một phần trong công việc của chúng ta là cái này đó, một phần trong chiến dịch nó là cái này. Ii desu ne. Và cuối cùng là ittai. Ittai thường sẽ đi trong câu hỏi rốt cuộc thì, rốt cuộc là. Ittai dare deshou ka? Rốt cuộc là ai nhỉ? Ai đã làm chuyện đó nhỉ? Ittai dou naru no deshou ka? Rốt cuộc thì nó sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Không biết nó sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Hay là gì ạ? Không biết cố gắng quay cái video học dạy tiếng Nhật như này thì bao nhiêu bạn like cho thầy Nghĩa Yoshi nhỉ? Ganbatte nihongo no douga wa totta kedo, ittai dore gurai no iine ga tsuku no deshou ka? Các bạn sẽ người trả lời câu hỏi đó. Hey, bye bye.